nhân quả báo ứng có tồn tại hay không vẫn là một chủ đề gây tranh cãi giữa hai phe đối lập, hữu thần và vô thần. Nhưng dù chúng ta có muốn không tin, thì rất nhiều trường hợp về nhân quả báo ứng tức thời vẫn xảy ra. Mà nếu giải thích rằng đó là sự ngẫu nhiên, thì tại sao lại có quá nhiều sự ngẫu nhiên đến như vậy? Sau đây là một câu chuyện có thật, gây chấn động xảy ra ở tỉnh Chonburi, Thái Lan. Vào chùa đập phá, người đàn ông bị tượng Phật đâm vào ngực tử vong. Khoảng 1 giờ chiều, ngày 27 tháng 2 năm 2024, tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, người đàn ông 49 tuổi, tên là Ike, sau khi dùng ma túy đã vào chùa gây rối. Các nhà sư trong chùa kể, người đàn ông này đến mời các nhà sư dùng thuốc, nhưng họ không chịu, nên anh ta đã tấn công các nhà sư, sau đó đột nhập vào chánh điện, đập vỡ các tượng Phật. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng đến chùa sau khi nhận được tin báo. Lúc đó, người đàn ông đang trốn trong chánh điện, khóa tất cả cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời đang phá hủy các tượng Phật trong điện. Cảnh sát lo lắng anh ta có vũ khí, nên đã chọn đợi bên ngoài chánh điện và dùng loa thuyết phục ai đầu hàng. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận thấy chánh điện đột nhiên im lặng. Sau khi cảnh sát ập vào, họ kinh ngạc khi thấy ai nằm chết trên vũng máu với một bức tượng Phật nhỏ cắm vào ngực. Theo kết luận ban đầu của cảnh sát, khi người đàn ông cố gắng treo lên và làm hư hỏng bức tượng Phật cao nhất trong chùa, anh ta đã vô tình trượt chân và rơi xuống đỉnh tượng Phật bên dưới và bị mũi nhọn trên đầu tượng Phật đâm vào ngực, chết ngay tại chỗ. Người dân địa phương tin rằng Ike đã bị trừng phạt vì phá hủy tượng Phật. Sự việc này cũng khiến cư dân bị sốc, đặt câu hỏi: thật sự có thần linh sao? Dù là tai nạn hay không, thì cũng đừng xúc phạm đến thần linh. Đập vỡ tượng Phật tất nhiên là không được phép, người sẽ lập tức bị quả báo. Khi con người làm điều xấu, họ sẽ bị trừng phạt, quả báo chính là đây. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, mọi người đều có cảm giác kính sợ. Người đang làm, trời đang nhìn. Một số cư dân mạng Trung Quốc thì đặt câu hỏi: những kẻ đập phá chùa chiền và tượng Phật thời đại cách mạng văn hóa có bị quả báo không? Câu trả lời là có. Trong thời kỳ phá tứ cụ của cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, vô số chùa chiền, đạo viện, nhà thờ và các địa điểm tôn giáo khác đã bị đập phá và tượng Phật cũng bị phá hủy. Có rất nhiều ví dụ gây sốc về quả báo nhãn tiền đáng để chúng ta suy ngẫm. Câu chuyện về tượng Phật Trường Bác. Theo Secret China, trong chùa Hưng Quốc ở huyện Bắc Hưng, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, có một bức tượng Phật bằng đá cao 5,5 mét. Người dân địa phương kính cẩn gọi là tượng Phật Trường Bác. Người đứng đầu nhóm cách mạng văn hóa địa phương tức giận đến mức nhất quyết đòi phá hủy tượng Phật. Đầu tiên, ông ta ra lệnh cho một người dùng súng bắn vào mắt tượng Phật, sau đó ra lệnh cho một nhóm người đập phá tượng đá, nhưng tượng Phật không hề di chuyển. Đội trưởng tức giận gọi máy kéo, quấn dây quanh cổ tượng đá rồi khởi động máy kéo kéo mạnh, khiến đầu tượng đá bị văng ra và rơi xuống đất. Một thời gian sau, người đàn ông dùng súng bắn vào mắt tượng Phật bằng đá đã bị đá làm mù mắt khi đang làm việc. Còn viên đội trưởng thì khi ngồi cạnh ghế lái một chiếc máy kéo đã bị ngã xuống, bị bánh xe lớn phía sau máy kéo đè nát cổ, phần thân và gần đầu gần như tách rời, tử vong tại chỗ. Người đàn ông cúi lạy. Theo Apollo One, vào thời cách mạng văn hóa, tại một ngôi làng ở phía bắc huyện Cử, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, nơi sinh sống của hầu hết người dân họ Lưu, vô số cổ vật đã bị phá hủy, ngoại trừ một ngôi chùa nhỏ có thờ nhiều bài vị tổ tiên trong làng. Có hai thanh niên trong làng bị tuyên truyền vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não và nói: các anh không dám đập phá, nhưng chúng tôi thì có. Chúng tôi tin vào Đảng Cộng sản và không sợ ma quỷ. Kết quả là ngôi chùa nhỏ bị đập nát, bài vị bị ném xuống sông trước cổng làng và đã tới lui. Sau khi xong việc, một người về nhà,
còn người kia bắt chéo chân, khom lưng ngồi trên tảng đá lớn bên bờ sông nghỉ ngơi. Sau đó, người vừa về đến nhà, bụng đột nhiên đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Mẹ anh ta vốn luôn tin vào đạo Phật, biết con trai mình đang bị trừng phạt vì bất kính với thần linh chư Phật, nên đã quỳ từ cửa nhà đến ngôi chùa nhỏ, lạy và sám hối những lỗi lầm của con trai mình với thần linh và chư Phật. Chỉ khi đó, cơn đau của con trai bà mới dần dịu bớt, cuối cùng nó biến mất hoàn toàn. Chàng trai trẻ hiểu rằng mình đã phải chịu quả báo, và từ đó anh ta bắt đầu kính sợ thần linh và chư Phật. Còn người đàn ông ngồi nghỉ bên bờ sông thì có kết cục bi thảm hơn. Sau khi nghỉ ngơi đủ, vừa đứng lên, anh ta liền nặng nề ngã xuống đất. Khi đứng dậy, lại phát hiện hai chân mình cong lại bắt chéo, eo cũng cong lại. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không thể đứng thẳng lên được. Từ đó về sau, người này suốt đời đi trong tư thế này. Khi di chuyển, hai chân anh ta bắt chéo nhau, một bên cao, một bên thấp. Anh ta phải cúi người về phía trước, giống như động tác cúi lạy Đức Phật. Người dân địa phương đều biết đến anh ta và gọi anh ta là người đàn ông cúi lạy. Nhân quả báo ứng có tồn tại hay không? Các nhà khoa học Mỹ từng phát hiện rằng nhân quả báo ứng được nói tới trong tôn giáo hóa ra là thực sự tồn tại. Trong một nghiên cứu, họ lựa chọn ra gần 10.000 người khảo sát và thời gian để theo dõi là 9 năm. Trong thời gian nghiên cứu, họ phát hiện một hiện tượng vô cùng thú vị. Đó là những người vào thời niên thiếu từng có tiền sử phạm tội hoặc thường xuyên bắt nạt bạn học, thông thường có tình trạng thể chất tốt hơn các bạn đồng lứa. Nhưng theo thời gian thì tình trạng này cũng dần dần thay đổi. Cho tới trung niên, sức khỏe của họ sẽ sụt giảm mạnh và thường bị bệnh tật làm cho khổ sở. Nguyên nhân của kết quả này có quan hệ chặt chẽ với thói quen sinh hoạt và thái độ sống của những người này. Vì vậy, các nhà khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu rằng làm việc thiện có thể giúp kéo dài thọ mệnh của con người. Các nhà khoa học trong lĩnh vực hóa học thần kinh cũng phát hiện khi con người có những suy nghĩ lương thiện và tích cực, trong cơ thể sẽ tiết ra chất dẫn truyền thần kinh giúp các tế bào khỏe mạnh, các tế bào miễn dịch trở nên mạnh mẽ và người này sẽ không dễ mắc bệnh. Ngược lại, những người có tâm thái tiêu cực luôn rơi vào cảm xúc phụ diện sẽ khiến thân thể tiết ra chất độc gây nguy hại rất lớn cho sức khỏe thể chất của con người. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện thiện ác thực sự có tần số năng lượng và đặc tính vật chất khác nhau. Ví dụ, trẻ em mới sinh ra chưa hình thành bất kỳ quan niệm hậu thiên nào nên đều có bản tính lương thiện. Còn ví như con người nói dối, lừa gạt người khác, dù cho biểu hiện cảm xúc có ổn định tới đâu, thì trạng thái tâm lý vẫn sẽ xuất hiện những biến đổi không tự chủ được. Hơn nữa, còn có thể bị máy dò nói dối phát hiện ra. Điều này nói lên rằng, cơ thể con người dường như được vận hành tuân theo một đặc tính khách quan nào đó, chứ không bị thay đổi bởi trạng thái tâm trí của con người. Đó cũng là lý do vì sao máy dò nói dối có thể phát hiện chính xác một người có nói dối hay không. Bởi vì dù cho tố chất tâm lý của bạn có tốt tới mấy, nhưng những tư tưởng xấu có thể khiến cho thân thể sản sinh ra những thay đổi không giải thích được. Tiến sĩ, bác sĩ tâm thần, nhà nghiên cứu nhận thức và là giảng viên tâm linh nổi tiếng người Mỹ, ông David R. Hawkins đã chứng minh được mối liên hệ mật thiết giữa bệnh tật của con người và những suy giảm năng lượng trong cơ thể đến từ những tư tưởng tiêu cực. Kết quả nghiên cứu được ông trình bày trong cuốn sách bán chạy nhất của mình, Power and Force. Mỗi người có một tần số rung động hay mức năng lượng khác nhau tùy theo cảnh giới tinh thần của họ. Ông đã lập bản đồ ý thức của con người với tỷ lệ phạm vi từ 1 đến 1.000. Bất kỳ điều gì gây ra tần số rung động con người dưới 200 sẽ làm suy yếu thân thể. Còn từ tần số 200 tới 1.000 khiến thân thể khỏe mạnh lên. Ông cho biết, những người không được thương yêu hay có tư tưởng tiêu cực, oán giận, chỉ trích
hận thù người khác hoặc sống ích kỷ đều có tần số rung động thấp. Trong quá trình trách móc, hận thù người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ và nó cũng tạo ra nhiều áp lực trên cơ thể. Vì thế, tần số rung động sẽ giảm và những người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh và gặp những chuyện không may. Lấy ví dụ một người vô gia cư, anh ta thường cảm thấy thất vọng, tự ti, mặc cảm, chỉ muốn buông xuôi, thì tần số rung động chỉ ở mức 20. Tuy nhiên, cách nhìn của người xung quanh đối với người vô gia cư này cũng sẽ chỉ rõ tần số rung động của họ ở mức nào. Có người thì cho rằng người vô gia cư kia nghiện ngập, nếu cho tiền thì anh ta cũng đem mua rượu hay cung phụng cho cơn nghiện mà thôi. Họ nghĩ những người vô gia cư không nên tồn tại. Tư tưởng này cho thấy tần số rung động của họ cũng chỉ ở mức 20. Điều thú vị là hai hoàn cảnh này dường như trái ngược nhau, nhưng tần số rung động lại tương đương. Lại cũng có người khác muốn tránh xa người vô gia cư vì có cảm giác sợ sệt hay vô cảm, thì tần số rung động cũng chỉ ở mức từ 50 đến 100. Cũng theo tiến sĩ Hawkins, tần số rung động cao nhất mà ông đã quan sát được là 700. Tần số trên 700 là những người thuộc hàng đã ở trong cảnh giới giác ngộ, tu hành đắc đạo, tràn đầy từ bi. Năng lượng của họ rất phong phú đầy đủ. Khi họ xuất hiện, có thể ảnh hưởng tới tự trường của vùng xung quanh. Tiến sĩ Hawkins lấy ví dụ về nữ tu sĩ Thiên Chúa giáo Teresa. Khi bà xuất hiện trong buổi lễ trao giải Nobel Hòa bình, bầu không khí trong toàn hội trường rất hòa ái, tốt đẹp, tần số rung động cũng rất cao. Nguyên nhân là vì tần số rung động của bà làm cho tất cả mọi người trong hội trường đều cảm nhận được nguồn năng lượng đó và chịu ảnh hưởng theo. Ngược lại, khi suy nghĩ tiêu cực, họ không những làm tổn hại tới bản thân mà còn làm cho toàn bộ tự trường quanh đó bị ô nhiễm, biến đổi theo hướng xấu. Tần số rung động trong xã hội hiện đại. Tiến sĩ David Hawkins đã điều trị rất nhiều bệnh nhân đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày, ông đều tiếp xúc với hơn 1.000 bệnh nhân, nhiều khi quá tải. Ông đều phải nhờ đến vị trợ lý của mình. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân, ông đã biết người đó tại sao mắc bệnh. Là vì ông không thể tìm thấy bất kể sự yêu thương nào toát ra từ người đó, chỉ toàn là đau khổ và tuyệt vọng bao trùm khắp thân. Tiến sĩ Hawkins cũng cung cấp những thực tế thú vị mà ít người biết đến về tần số rung động dưới đây. Thật kinh ngạc khi có đến 85% dân số trên toàn thế giới có tần số rung động ở mức dưới 200. Sách, thực phẩm, nước uống, quần áo, người, động vật, các tòa nhà, xe hơi, phim ảnh, thể thao, âm nhạc đều có thể hiệu chỉnh tần số rung động từ thấp lên cao của con người. Hầu hết phim ảnh hiện nay sẽ làm suy yếu những người xem chúng bằng cách đưa các mức năng lượng xuống dưới 200. Những cuốn sách, tri thức mang tần số rung động cao như Kinh Vệ Đà 910, Sử thi Ramayana 810, Giáo Lý Thiền 795, Sử thi Mahabharata 780, Tâm Kinh và Kinh Pháp Hoa cùng 780, Kinh Koran và Kinh Kim Cương cùng 700. Bởi vậy, xuất phát từ góc độ là một bác sĩ tâm lý, tiến sĩ Hawkins khuyên mọi người nên có chánh niệm, suy nghĩ lạc quan. Điều này rất quan trọng và có thể mang đến cho bạn những lợi ích đáng kinh ngạc. Nhiều chuyên gia có cùng quan điểm với tiến sĩ Hawkins là chế độ ăn kiêng và tập thể dục không phải là yếu tố quan trọng nhất để có tuổi thọ. Tiến sĩ Elizabeth Blackburn, người đạt giải Nobel năm 2009 về sinh lý học, tổng kết các yếu tố sống thọ như sau. Nếu bạn muốn sống hơn 100 năm, chế độ ăn uống hợp lý chiếm 25%, các yếu tố khác 25%, trong khi cân bằng tâm lý chiếm 50%. Thông qua những nghiên cứu khoa học trên đã chứng thực cho chúng ta được rằng mọi suy nghĩ lương thiện, tích cực và niềm tin vào tôn giáo, thiện ác hữu báo của người xưa không phải là những ngu kiến và tư tưởng phòng bế,
mà thực ra là cách nhìn cơ bản của phần lớn người thời đại đó đối với sinh mệnh con người.